Đây là vườn dâu tây rộng gần 1 hectare được áp dụng quy trình canh tác tiên tiến, trong đó ưu tiên tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân nhằm giảm công lao động. Nước được tưới trực tiếp tại gốc giúp giữ ẩm cho cây, hạn chế lãng phí đầu tư. Cây trồng sinh trưởng tốt là tiền đề để tăng năng suất sản lượng, tăng sức cạnh tranh cho nông sản, giúp nông dân nâng cao thu nhập. Hệ thống tưới nhỏ giọt này mình tiết kiệm được thời gian này, nước nó đều hơn, với lại mình phải có đầu tư chi phí nhà kính này với lại tưới nó đều, đất nó tốt hơn, cây nó lên đều và mình được tiết kiệm thời gian nhân công. Cùng với sự nỗ lực của nông dân, tỉnh Lâm Đồng đã lên kế hoạch phòng chống thiên tai ngay từ đầu năm. Theo đó, các địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, dự báo khí tượng thủy văn, hạn hán để kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn người dân chủ động tích trữ sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, tránh thất thoát lãng phí nguồn nước, nhất là trong sản xuất, tùy vào dung tích nước ở các công trình thủy lợi mà lên kế hoạch canh tác hiệu quả. Chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế, tận dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi, các khe, suối ở địa phương. Phối hợp với các ban ngành thì ở xã ở đây là tổ dẫn nước lên kế hoạch để phục vụ dẫn nước để từng thời gian. Thì trong cái tới 12 kênh mương, cái nhánh kênh mương thì trong từ kênh 1 đến kênh 12 nó có cái thứ tự là thời gian này thời gian nọ để rồi tổ trách nhiệm. Chúng tôi nông dân cũng là vận động hội viên nông dân chúng ta sản xuất đúng quy trình đó để nó lãng phí nước, để đảm bảo chăm sóc cây lúa cũng như cây rau màu. Gieo trồng, đặc biệt là những cái sản xuất nông nghiệp về rau hoa thì cơ bản là sử dụng các biện pháp về khoa học kỹ thuật là tưới tiết kiệm nước thì cơ bản đã đang sử dụng. Còn bên cạnh đó thì đối với những người dân thì cũng đã áp dụng những cái tiến bộ này vào trong việc sản xuất, từ đó thì cũng hạn chế được cái việc mà tiêu hao cái nguồn nước tại khu vực hoặc là ảnh hưởng tới cái việc sản xuất của người dân. Và đặc biệt là hiện nay thì người dân đang sử dụng các công trình giếng khoan này, các công trình hồ đập ao hồ này, thì cái việc sử dụng tiết kiệm nước là hết sức là quan trọng. Đến thời điểm này, tại một số khu vực trong tỉnh đã có mưa. Tuy nhiên, nhìn chung, nắng nóng vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo. Bởi vậy, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người nông dân, tăng cường áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến, sử dụng nguồn nước hiệu quả, tiếp tục được đẩy mạnh. Người nông dân là phải thích ứng với cái điều kiện bất lợi của thời tiết mang lại. Ví dụ như từ về cây giống, về bón phân, về tỉa cành nạo tán và về đặc biệt là cái tưới nước. Thì vì nguồn nước ngầm hiện nay là bị cạn kiệt rất nhiều. Vì thế là chống cái lãng phí cái nguồn nước ngầm thì người nông dân phải sử dụng áp dụng cái hệ thống tưới tiết kiệm vào trong cây trồng. Bên này thì nước đầy đủ, nói chung thì bên nhà nước cũng lo đầy đủ cho nước cho dân rồi cũng đảm bảo cho lúa. Cán bộ cũng thường xuyên xuống đây rồi tuyên truyền cho thuận lợi cho bà con mình cũng đảm bảo. Chia ca chia chỉ đó từng khu vực đó, nói chung thì cũng đảm bảo cho bà con mình. Với những giải pháp đó, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu tăng diện tích gieo trồng được tưới trong năm 2024 lên gần 70 hectare. Trong đó, diện tích canh tác được tưới từ công trình thủy lợi đạt 51.000 hectare, diện tích tưới tiên tiến tiết kiệm nước đạt 50.500 hectare.